Chào các bạn, trên tay mình đang là cái đèn ngủ thông minh của Xiaomi, thì tên gọi là E-Light. Mình sẽ xem qua cái vỏ hộp. Ở phía dưới này thì có một cái số thông tin về sản phẩm, tí nữa mình sẽ xem sau. Còn về cảm giác ban đầu thì cái đèn này khá là to. Rồi cứ mở ra để xem cái đã xem nó như thế nào. Để xem cái này là cái gì. Đây là một cái cục sạc. Cục sạc 12V. Sách hướng dẫn sử dụng. Mấy cái sản phẩm thông minh của Xiaomi này thì sách hướng dẫn sử dụng chỉ quan tâm đến cái QR code ở trên sách để chúng ta tải ứng dụng. Ngoài ra thì toàn chữ tàu cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ xem đến nhân vật chính. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là cái logo E-Light này. Còn ở phía trên này là phần bóng đèn. Chúng ta sẽ xem qua ở phía dưới đáy. Ở dưới đáy này thì ta có một cái số thông tin quan trọng. Ví dụ như là nguồn điện là 12V này, 1A này. Ở đây thì có 14 cái bóng LED với công suất là 0,7W, tổng cộng sẽ là 10W. Màn bóng đèn này thì có 16 triệu màu. Ngoài ra thì có một loạt cái chứng chỉ thông tin khác nữa, quan tâm lắm. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một số cái nút bấm. Cái này là dùng để điều khiển bằng tay thôi. Nghĩa là lúc mà chúng ta không có smartphone thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đây là cái nút nguồn này. Còn ở dưới này là cái nút chuyển cái màu đèn. Ở phía trên này thì chúng ta thấy có một cái dấu cộng, dấu trừ và mũi tên hai hướng. Cái này nó dùng để mà thay đổi cái cường độ sáng của bóng đèn. Thay đổi bằng cách là chúng ta sẽ vuốt như thế này. Nếu vuốt xuôi theo chiều kim đồng hồ nghĩa là tăng cường độ sáng, và vuốt ngược chiều kim đồng hồ là giảm cái cường độ sáng. Ở đây là chân cắm nguồn này. Đó. Về cái đèn ngủ thì đơn giản nó chỉ có những cái thông tin như vậy thôi. Mình sẽ có một cái bài giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.